Trái sầu riêng hiện tại là ri 6 miền Đông là 100.000 một ký, ri 6 miền Tây là 103.000 một ký, và Thái là 101.000 một ký. Thái bữa nay còn 100 anh. Ủa Thái bữa nay xuống còn 100 hả? Dạ. Trời ơi, Thái xuống còn 100 nha, mới không tới vừa sầu riêng Hiếu Nghĩa có ngày hơn ngày là giá sầu riêng xuống rồi. Cơm còn 300. Cơm còn 300 hả? Thái hả? Thái lúc trước là cơm còn 330. Ồ, hạ giá sốc luôn. Thái bữa nay 100, ri 6. Ri 6 thì ri 6 miền Tây vẫn vậy nên 130 với 390. À 130-390 hả? Thái bữa nay xuống còn 100.000 ký hả? Một ký cơm hả? 300 cơm. Năm mấy là chị mua 1 ký cơm hả? Không. Trái sao thấy cần 130 kìa. 275.000 nãy em coi số ký thôi. À. Đạt bữa nay Dũng lên á, Đạt mừng quá trời mừng luôn. À, mừng quá trời mừng luôn chứ mấy bữa khui à. Thêm trái ri 6 nữa. Rồi đây là trái ri 6 miền Tây. Đó. 275. Cái đó. 239. Hấp vô luôn. Ok. Này miền Tây. Phải để kia lạnh luôn. Kia để bán gì khác được. Ê, cái đó vẫn ngon chứ nó không bị gì đâu chị. Là sợ này thì bên dạ. Sợ là cái đó em đổi thôi chứ còn mà bình thường thì không để lại bán được khó chị. Mỗi người mỗi tháng rồi. Nó phải có lý do gì đó, nó không ngon sao, nó không ngon thì em đổi cho chị nó rồi. Trời, đúng rồi. Dạ, không sợ. Đã dùng tí là 560 thôi. Giá sầu riêng hạ sốc. Hạ sập sàn luôn. Sập sàn luôn. Dũng bờ phờ dữ vậy. Nghe thằng Đạt nó nói là bữa bé tiên nó là mi về cứ vợ phải không? Về về hỏi vợ hả? Hả? Đi về bắt mưa từ đây dưới nằm đóng luôn. Bữa ủa bữa chạy xe máy hả? Đang nào đó chị gái ơi. Vậy mà kêu đồn là Dũng về quê cưới vợ. Ok. Về quê hỏi vợ. Rồi 274 ngày chị ơi. 3 sự lạ. Ok không? Cái sầu riêng này mà méo nữa thì không biết lấy tên nào mà tròn nữa. Bye.
riêng giờ này khó khui quá hả? Dũng nói là sầu riêng dạo này khó khui quá. Sao anh nói mà anh nói Dũng nói đâu vậy? Hả? Thì em nói thôi chứ còn anh có khui đâu mà anh biết. Nhưng mà Đạt nó là kêu sầu riêng dễ khui. Hả? À. À. Để đây luôn em, để đó không được. Một trăm ngàn một ký. Ui, ú nu luôn. 274 á đây. Rồi em cái nào vô được em ơi. 274.000. À 100.000 ký em. Thái 100.000. Ri 6 miền Tây 130. Biếu à? Biếu. Béo à? Dạ đó. Lấy loại béo. Rồi ok. Em ráo cơm dạ. Béo. Vậy là 307. Mấy cái này là nó chưa chín. Nó ri miền Tây. 307.000 được không ạ? À? 2 ký thôi là 2 ký thôi. Trái nhỏ. Đúng rồi. Nhưng mà phải có vỏ nha. Ba có vỏ luôn. Rồi 2.1 gì ơi. 2.1. Đó, bao ăn sượng lạc. Ok chưa? Rồi anh trai vô kìa. Phải không? Phải. Sầu riêng. Nhìn là biết sầu riêng mà Dũng. Rồi ăn cái nào anh chơi? Trăm ngàn ký anh ơi. Thái nè. Đúng rồi, Thái đang khui nè, 100.000 ký anh. Ừ? Chua hả em? Có thử lại với Dũng. Rác. Thôi đây cắt đi anh miếng như thử. Chua hả? Cái này nó khô mà sao chua ta? Chua không anh? Nó bình thường mà ta. Chua nhẹ nhẹ hả? Không biết tại sao nó có vị chua. Thử lại. Em nên thử lại miếng nữa. Phải chua luôn á. Cái muối tự nhiên nó khô quảnh nè, đâu có chứng quá được. Cái này là khách nha, chứ không phải là người nhà đâu nha. Không phải người nhà.